Chào mừng các con đến với tiết học hôm nay. Hôm nay, cô trò chúng mình cùng nhau đi tìm hiểu bài mỹ thuật lớp 3, chủ đề trường em, bài 2, những người bạn thân thiện, 2 tiết. Ở bài học này, các con cần chuẩn bị bút chì, tẩy, màu vẽ, giấy, kéo, hồ dán. Mục tiêu bài học: học sinh biết được cách sử dụng màu thứ cấp để diễn tả đậm, nhạt trong bài vẽ. Học sinh vẽ được tranh về hoạt động của học sinh ở lớp, ở trường. Học sinh chỉ ra được màu thứ cấp và hình ảnh chính, phụ trong sản phẩm mỹ thuật. Học sinh chia sẻ được giá trị của tình bạn trong học tập và vui chơi. Các con cùng nhau đi tìm hiểu hoạt động 1, khám phá. Các con hãy chia sẻ về người bạn con yêu quý. Ví dụ như tên của bạn, hình dáng, đặc điểm đáng nhớ của bạn, sở thích của bạn, hoạt động của con và bạn thường tham gia cùng nhau. Để vẽ được một bức tranh về bạn của mình, chúng mình sẽ thực hiện theo những bước nào? Các con cùng nhau đi tìm hiểu hoạt động 2, kiến tạo kiến thức và kỹ năng. Chúng mình có thể vẽ một bức tranh về bạn với 3 bước cơ bản sau. Bước 1, vẽ hoạt động chính của các nhân vật trong bức tranh. Bước 2, vẽ thêm hình ảnh phụ để thể hiện khung cảnh trường, lớp. Bước 3, vẽ màu để hoàn thiện tranh. Màu sắc có thể dùng để diễn tả nhân vật, cảnh vật và làm cho những hoạt động trong tranh sinh động hơn đấy. Để các con hiểu rõ hơn về cách thực hiện, cô xin mời các con cùng theo dõi một đoạn video ngắn sau đây. Bây giờ là thời gian luyện tập sáng tạo của các con. Nội dung luyện tập, con hãy vẽ hoạt động của con vào những người bạn. Gợi ý, con hãy nhớ lại hoạt động ở trường, lớp mà con và các bạn đã tham gia. Con hãy thực hiện bài vẽ theo ý thích. Các con lưu ý, hình ảnh chính của tranh nên thể hiện rõ đậm, nhạt để nổi bật hơn. Chúng mình cùng quan sát một số sản phẩm tham khảo của các bạn học sinh để có thêm ý tưởng cho bài luyện tập sáng tạo của mình. Sau khi hoàn thành sản phẩm, chúng mình hãy trưng bày sản phẩm và chia sẻ cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn. Cô gợi ý cho chúng mình bằng một vài câu hỏi sau. Bài vẽ mà con yêu thích nhất, hình vẽ và cách sắp xếp hình ảnh chính, phụ, độ đậm, nhạt của màu sắc trong bài vẽ như thế nào? Con sẽ điều chỉnh thế nào để bài vẽ của mình hoàn thiện hơn? Chúng mình cùng nhau đi tìm hiểu nội dung vận dụng, phát triển của bài học ngày hôm nay. Các con hãy quan sát tranh của con hoặc của bạn và chỉ ra tên những người bạn mà con hoặc bạn đã hình dung để vẽ, hình dáng hoạt động của các nhân vật trong tranh, màu sắc, không gian trong bài vẽ như thế nào. Bài vẽ giúp chúng ta ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ về các hoạt động ở trường, lớp, góp phần gắn kết thêm tình cảm giữa những người bạn trong học tập và vui chơi. Bài học hôm nay của chúng mình đã kết thúc rồi. Các con cùng nghe dặn dò. Bài sau, mặt nạ trung thu, các con hãy chuẩn bị giấy vẽ, giấy màu, hồ dán, kéo, dây chun nhỏ cho bài học hôm sau. Tạm biệt các con, hẹn gặp lại các con trong những bài học sau.